thì hàng tuần sau thánh lễ chủ nhật là giáo xứ cho mấy em ăn sáng xong bắt đầu mới đưa lên học giáo lý vô cái chương trình học giáo lý. Thì ăn sáng xong thì học giáo lý xong là 9:30, sau thánh lễ là thánh lễ 7 giờ thì 8 giờ là xong, thì các em ăn sáng xong bắt đầu học giáo lý tới 9:30 là xong cái chương trình giáo lý. Thì sau đó về nhà thì mấy em bắt đầu mới có triệu chứng. Vâng, thì ban đầu em có nghĩ là em nó sắp sửa bị bệnh hay là sao đó thôi chứ không có nghĩ đâu, nhưng mà sau đó có nhiều phụ huynh con họ cũng bị, họ mới gọi cho mình, họ mới xác nhận lại, họ hỏi để họ xác định là có phải là do ăn một loại bánh không, thì tất cả đều xác nhận giống nhau hết. Ai cũng giống bị cái tình trạng là giống nhau cả. Sau đó là nó ói với lại nó đi cầu thì không kiểm soát, nó đi ra quần, tự ra quần thôi. Cái đó thì đến tối hôm qua vẫn còn đi. Cho nên là đến sáng nay luôn, cho nên là đúng ra em nghĩ là đến sáng nay được về rồi, nhưng mà vì còn đi cầu nên bác sĩ chưa cho về.